Okay. What's your name? My name is Ai. Yes, great. And how old are you? I'm 9 years old. Nice. You are confident. Con sẽ là tự tin đấy. Tiếp tục nhé. Where do you live? Where do you live? Con chưa học. À, rồi thế là cô đã hiểu rồi nhá. Thế bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu bài học hôm nay. Có đặc điểm. Nhưng một bình thường này mình không cần như là một buổi mê cả đâu. Đó là một buổi bình thường. Thế thì trong mỗi buổi học bọn mình sẽ giới thiệu đúng không? Mình mà giới thiệu được tên của mình, tuổi của mình thôi là như nào đây? Là mình đã thành công rồi đấy. Câu đầu tiên nhá. Luôn luôn phải gì đây? What's your name? Cô muốn con nhá. Mà cô hỏi con, hỏi cô nhá. Được chưa? Em bảo là gì? Cô hỏi con, rồi con đến là con cô. Ok? Yes or no? Yes. Yeah. Thế là nhá, bây giờ cô hỏi con trước, sau đó con hỏi cô này. What's your name này? Where do you live là gì đây? Where do you live? Where do you live? Bạn sống ở đâu? Thế thì thành phố con sống ở đâu đấy nhỉ? Con hiện đang ở thành phố nào? Con ở Thanh Hóa. I live in Thanh Hóa. Yes, that's all. Xong rồi cô sẽ hỏi con này. Bao nhiêu tuổi này bạn sống ở đâu rồi này? Được rồi. Ví dụ nhá, cô hỏi một số câu đơn giản này. Con thường làm gì trong lúc rảnh rỗi nhá? What do you do in your free time? Lúc mà rảnh rỗi thì con thường làm gì? Không thấy nè con. Các chị có thể tắt bớt phần ở trên máy tính không ạ? Vì là em cảm thấy như nó bị vang. Máy tính mèo không tắt được ra. Nó không thật ạ. Em nhỉ? What do you do in your free time này? Nghĩa là con làm rồi. Do you watch TV? Watch TV? Mình có xem TV không? Con có. Yeah, thế thì nói là I watch TV. Rồi, thế rồi. Bây giờ nha, ngay từ đầu này mình sẽ nói một đoạn tiếng Anh với nhau trước nha. Đầu tiên sẽ là hello, nice to meet you. À, bây giờ chào, vui làm quen con. Bây giờ nhá, mình sẽ làm như này. Một đó một câu, giờ cô hỏi con một câu thì con trả lời, rồi con trả lời lại cô. Dạ, ok. Yes. 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 Ok nào. Hello. Hello. Nice to meet you. Can say nice to meet you too. Can say nice to meet you. Nice to. Yes. Nice to meet you too. Yeah. And what's your name? My name is Mai. Yes. Ask me. Ask me. Yeah. Use this question. Ask me. What's your name? Say what's your name. Con hỏi lại cô my đi. Name is, what's your name? My name is Chuk. Where do you live? I live in Thanh Hóa.
À nào, I live in Thanh Hóa. I live in Thanh Hóa. I live in Thanh Hóa. Đúng. Hỏi cô này, where do you live? Hỏi lại where cô. Do you live? À, I live in Hà Nội. What do you do in your free time? I watch TV. Nào hỏi cô đi con. What do you do? What do you do in your free time? What do you do in your free time? Yes, I watch TV too. And I listen to music like this. Do you have this? Do you have this? Yeah. 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 And I listen to music. Do you listen to music? Con có nghe nhạc không? Listen to music. Yes. Yes, I do. Great. Bây giờ nhé, bọn mình sẽ làm lại một lần nữa nhé. Lần này cô muốn là bọn mình sẽ dùng hoàn toàn tiếng Anh với nhau. Bây giờ nhé, bọn mình chỉ cần nói tiếng Anh được phần này thôi là giỏi lắm luôn rồi. Được chưa? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Nào, bây giờ nhá, cô nói hello, nice to meet you này thì con cũng sẽ gì? Hello, nice to meet you too. Cô hỏi what's your name này, con trả lời rồi con sẽ hỏi lại cô. Được chưa? Con trả lời rồi hỏi lại cô. Ok? Yes. Yes, như vừa nãy thôi nhá. Như là này cô sẽ, bọn mình sẽ toàn nói tiếng Anh với nhau nhá. Nào, hello. Hello. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? My name is Mai. What's your name? My name is Chuk. Where do you live? I live in Thanh Hóa. Where do you live? I live in Hà Nội. What do you do in your free time? I watch TV. What do you do in your free time? I watch TV too. And sometimes I listen to music. I listen to music. Do you like listening to music? Do you like listening to music? Yes. Yes. Good job. Okay, thế bạn thấy là học tiếng Anh nói cũng không khó lắm đúng không? Cũng dễ đúng không? Yeah, good. Cô rất là thích cái tinh học, cái tinh thần học tập của bạn ấy. Bạn rất là tự tin. Con có biết là cái điều quan trọng nhất khi nói là gì không? Là tự tin như con đấy. Đang tự tin như vậy là rất tốt. Thế là nãy giờ mình đã nói tiếng Anh rồi đấy. Gặp người nước ngoài cũng chỉ nói như vậy thôi mà. À bây giờ bọn mình sẽ vào trong một bài kiểm tra. Không phải là kiểm tra đâu. Bài học thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau vui vẻ nhé. Now, are you ready? Are you ready? Con đã sẵn sàng chưa? Yes or no? Yes. Yes, good. Now let's get started. Listen. Now, can you spell your name? My name is Mai. Yes, your name is Mai. So, Mai, can you spell M-A-I? Can you? M-A-I. Yes, can you spell your name? Ý đang hỏi là con đánh vần tên con được không? Thì mình đã thuộc bảng chữ cái tiếng Anh chưa nhỉ? A, B, C, D, E, F, G. Yes. Con chưa. Ok. Thế thì tên của con nhá sẽ đánh vần là M A I. Ok? M A I. Yeah. M A I. Yeah, M A I means my. Ok? And this is my name here. I will show you my name. C H U C. This is my name. C H U C. Okay.
read and match. Bài này người ta yêu cầu là nhá, bây giờ mình sẽ đọc những cái phần này và mình sẽ xem là cái phần này nó đang miêu tả người nào. My name is Elsa, nghĩa là gì con nhỉ? Tên tôi là Elsa. À đúng không? Bây giờ nhá, đọc cho cô nhá, được không? Bây giờ cô sẽ dạy con đọc cho cô nhá. Ok. Nào. Yes. My name is Elsa. My name is Elsa. I've got long and wavy hair. Mình thử ra nhá. Tóc mình dài này, tóc dài nhá, xoăn, mắt màu xanh nước biển nhá. Bạn Elsa nhá. Tóc dài này, xoăn này, mắt màu xanh nước biển sâu. Yes or no? This is Elsa, yes or no? Yes. À thế tóc bạn này có dài hay là ngắn nhỉ? Tóc bạn dài. À bạn này có tóc, con thấy là bạn này tóc dài à? Đấy, tóc. Tóc ngắn đúng không? Short. Yeah. So is this Elsa? Is this Elsa? Yes or no? No. No, sure. Because Elsa is a girl. So is this Elsa? Yes or no? Yes. Yes. Đúng rồi, tóc này. Long hair, wavy hair. Yes. This is Elsa. Now, number two. His name is John. He's got brown and curly hair. Brown là màu gì nhỉ? Brown? Brown là màu nâu. Yes, tóc nâu nè. Curly, tóc xoăn. Mắt xanh. Và is it a boy or a girl? A boy or a girl? Can you guess? His name, he, so boy or girl? Boy or girl? Boy. Yes, boy. Good job. Rất là tốt đấy. Mình đã có thể nghe được cô nói tiếng Anh rồi đấy. I'm sorry. Boy. Here, yeah, right? So, is this John? Is this John? Is this John? Đây phải là John không con? Đây phải là bạn John này không? No. So you say no. Okay. So is this John? Yes or no? Yes. Yes. John. Here. Her name is Anna. She got short and black hair. Black? Black là màu gì con biết? Con có là màu đen.
Thế short là ngắn hay dài ý nhỉ? Là ngắn. Yeah, so is this Anna? Is that Anna? Yes or no? No. No, yeah. So it is Anna? It is Anna. Anna is a boy or a girl? Anna is a boy or a girl? Girl. Yes, girl. So, is this Anna? Is this Anna? No. No. This is a boy. Đây là một cậu chàng trai đúng không? Thì không thể là bạn Anna được. Anna là girl mà đúng không? So, is this Anna? Yes. Yes, this is Anna here. This is Anna. Yes, very good. Bây giờ nhá, chúng ta đã phân biệt được các bạn này rồi. Bây giờ cô muốn còn đọc theo cô. Chờ. Now, my name is Elsa. My name is Elsa. I've got long and wavy hair. I will go long and baby, wavy, eyes. My eyes are blue. My eyes are blue. Yeah, so I want to ask you about your hair. Your hair, tóc con nhỉ, your hair. Long or short? Long or short? Your hair. Tóc của con ý, nó dài hay ngắn nhỉ? Long or short? Long. Long, yes. Black or yellow? Is that black? Black or yellow? Black. Yes, black. So, you can say, I have long black hair. Can you say, I have long black hair? I have long black hair. Hair, okay. Thì là nãy giờ con đã nói được một câu tiếng Anh rồi, đang tự thảo bản thân mình rồi đấy. Được chưa? Bây giờ cô muốn con nói như này cho cô nhá. Tên mình là Mai. Mình có tóc màu đen và dài. Nó như nào nhỉ? Thử nói cả câu cho cô xem nào. My name. My name is Mai. I have long black hair. 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 Đó, học một lúc thôi mình đã tự tả được bản thân mình rồi đấy, tự giới thiệu được mình rồi đấy. Yes, very good. Bây giờ bọn mình sẽ nói sang phần mắt nhá. Đọc theo cô này. His name is John. His name is John. He's got brown and curly hair. He's got... He's got brown and curly hair. Curly hair. His eyes are blue. His eyes are blue. The eyes đây là cái đôi gì đấy nhỉ? Cái đôi gì đấy? Đôi mắt. Đúng rồi, đôi mắt thì bây giờ bọn mình sẽ tả đến mắt của con nhá. So, your eyes are blue or black? Blue or black? Black. Yeah, so my eyes are what? Blue or black? Blue or black? Black. Yeah, black. So, my name is Mai. Yeah. Thế là mọi mình đã nói được 3 câu tiếng Anh rồi, giới thiệu được 3 cái rồi. Được rồi, nào. Bây giờ nhá, cô muốn con đọc cho cô cái phần giới thiệu về bản thân con đây bằng tiếng Anh. Okay. Now, can you tell me? Can you introduce yourself? My name is Mai. I have long black hair. My eyes. I am black. Yeah. Very nice. Đấy, thế là
Mình học có mấy phút thôi là mình đã nói được giới thiệu bản thân rồi đấy. Nó không khó lắm đúng không? Rất dễ. Her name is Anna. She's got short and black hair. Thì cái này cũng không cần thiết đâu. Bây giờ mình nhớ, nhớ cho cô phần này nhá. Lát nữa cuối buổi học thì bọn mình sẽ nói thêm một chút tiếng Anh với nhau. Ok, yes or no? Thì cô sẽ yêu cầu con giới thiệu lại bản con. Mình sẽ tả lại tự bản thân mình xem là mình có tóc màu gì, dài hay ngắn này. Mắt mình màu đen hay màu xanh. Rồi, nào. What is it? Do you know this? My name. I mean, what is it? My name. Cái con my name is Mai. Your name is Mai, but I want to ask you, what is it? What is it? Do you know that? Bây giờ nhá. My name is Mai. Yes, right. Bây giờ câu hỏi nhá, what is it? What is it? Nghĩa là đây là my name is Mai. What is it? Nó nghĩa là đây là cái gì con ạ? Mấy con nhìn thấy hình ảnh không? Đây là cái con gì đấy nhỉ? Đây là con cá sấu. Thế thì cô kia hỏi what is it? Nếu như con biết từ con cá sấu thì con sẽ trả lời. Còn nếu như con không biết thì con sẽ nói là I don't know. Ok? Yes. Nghĩa là nếu như nhá, cô kia hỏi what is it này, cô chỉ vào hình ảnh này. Con mà biết nó là con gì bằng tiếng Anh ý, thì con sẽ trả lời bằng tiếng Anh. Còn không biết thì mình sẽ I don't know. Ok? Yes. Yes. Now, what is it? I don't know. So this is a crocodile. Now let me show you. Crocodile. Now repeat after me. Crocodile. Crocodile. Yeah, so what is it? Can you tell? Crocodile. Crocodile. Yes, crocodile. Học được một từ mới nữa đấy, dễ mà. What is it? Do you know? As you know. Yes, so let me show you. It's a lion. Here, a lion. Now, what is it? A lion. Yes, a lion. You're great. Lên bàn học nhanh mà. Nào hỏi lại con này nha. What is it? Croc. A lion. This. It. Con quen mất rồi. Crocodile. Bây giờ nhá, cô crocodile. Cô sẽ viết tên của bọn nó ở đây. Được chưa? Bây giờ con nhìn rõ hơn được đúng không? Crocodile này. Lion viết đây này. Now, what is it? Crocodile. Yes. What is it? Lion. Yes. Good job. What is it? Do you know? Yes or no? What is it? Ball. A ball. Now let, can you spell? B. A. L. L. Yes, ball. Here. I will let it sit here. Now. What is it? Do you know? What is it? I don't know. You don't know. Now let me show you. Here. G. Giraffe. Now. Giraffe. 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 Yes, giraffe. Giraffe. Yes, so what is it? What is it? Giraffe. Yes, giraffe. Now, what is it? Lion. Lion. Yes, lion. And what is it? Balls. What is it? Croc? Crocodile. Yes, crocodile. What is it? G? Giraffe. Yes. Now, let's continue. Học được bao nhiêu từ mới rồi? Học được rất nhiều đúng không? What is it? As you know.
Ah, you don't know. Let me show you. Here. Zebra. Now. Zebra. 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 Yes, now. So, what is it? Zebra. Yes, zebra. Now, what is it? Can you remember? Giraffe. Yes, giraffe. And what is it? Crocodiles. Yeah. And what is it? Lion. What is it? Ball. Now, let's continue with the last one. What is it? I do know. Ah, you don't know. Let me show you. It's a kettle. Now, I will let it sit here. Kettle. Kettle. À, kết nhé, nhìn thấy chữ K không con? Đọc là kết đúng không? Kettle. Kettle. Yes, kettle. Okay, so what is it? Kettle. Yes, now, what is it? Giraffe. Yeah, giraffe. What is it? Crocodile. Yes, crocodile. What is it? Lion. What is it? Ball. What is it? Cái nó còn kém mất rồi. Yes, zebra. 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 Yes, now. Again, bây giờ cô sẽ nhớ. Bọn mình sắp có thể kết thúc được rồi đấy. Bây giờ cô sẽ muốn chỉ cần hỏi con một như thế nhá. Đầu tiên, còn nhớ cái phần mà giới thiệu bản thân không? Là my name is... My name is... Nice. Yes. I have long black hair. Okay? I have long black hair. My eyes are black or blue? My eyes are black. Yeah. Đấy, đầu tiên nhá, cô muốn con giới thiệu về bản thân con. Được chưa? Sau đó cô sẽ hỏi what is it và sẽ kiểm tra xem lại là mình còn nhớ những từ này không. Mình sẽ nói hoàn toàn bằng tiếng Anh nhé, để xem là bây giờ hôm nay mình tiết học tiếng Anh mà mình sẽ nói không thèm nói tiếng Việt luôn, chỉ là tiếng Anh thôi. Ok? Yes. Yes. Now, what's your name? My name is Mai. And do you have long black hair? I have long black hair. Yes. My eyes are black. Yeah. Good. Now, what is it? What is it? Croc. Crocodile. What is it? Lion. What is it? Ball. What is it? Giraffe. What is it? Zebra. Zebra. And what is it? Kettle. Yes. Good job, girl. Very nice. Okay, thank you so much. Thế nhá. Cô bài học hôm nay của mình nó chỉ có như vậy thôi. Con thấy có dễ không? Dạ sao đó? Dễ đúng không? Học có thấy nó dễ và mình đã học được thêm một số từ mới đúng không? Dễ nhớ đúng không? Dạ. Lần sau nhá, nếu như khi học nhá, mình nên mang theo vở và bút để mình viết từ vào thì mình sẽ nhớ càng nhanh hơn. Ok. Yes, I know. Yes. Yes. Được rồi. Thế thì cô hỏi nhá. Bây giờ thử nhá, không có chữ. Thử hỏi lại xem nào. What is it? Đó. Crocodile. Yeah. What is it? Lion. Yeah. What is it? Ball. What is it? See?
Zebra. Bra. Yes, zebra. And what is it? Giraffe. Giraffe. Yes. And what is it? Cat. Cattle. Yeah. And now again. What's your name? What's your name? My name is Mai. Where do you live? I live in Thanh Hóa. And what do you do in your free time? I watch TV. Yes, great job. Okay, so our lesson today is ended. Goodbye được rồi đấy. Có nghĩa là cô sẽ goodbye với con thôi. Nhưng mà có nghĩa là cô muốn nói chuyện với mẹ được không? Ok. Yes. Mẹ ơi, con nói chuyện với mẹ. Đây. Alo. Dạ chị ạ. Vâng, em vừa mới dạy cho con đấy ạ. Thì em thấy là con hiện tại chắc là con mình đúng là mới học tiếng Anh nên là từ vựng của con chưa nhiều nhưng mà con nhớ nhanh chị ạ. Vâng, nghĩa là con có gặp một vấn đề là con chưa nhiều từ vựng thôi nhưng mà con nhớ nhanh. Vâng ạ, và phát âm thì của con cũng khá là tốt ạ. Còn phần nghe thì em nghĩ là do hiện tại con còn ít từ vựng nên là mình nên bổ sung từ vựng. Vâng ạ, và ngữ pháp các thứ trước cho con rồi mình sẽ cho con nghe sau, như thế thì nó sẽ dễ dàng hơn cho con ạ. Vâng, thì em không biết là chị nãy giờ chị có theo dõi buổi học không ạ? Cũng sơ sơ chị em đâu. Vâng, thì không biết là mình hiện tại thì mình đăng ký học cho con thì mình muốn con là sẽ phát triển kỹ năng nào nhiều nhất ạ? Hay là mình cứ muốn con học một cách tự nhiên nhẹ nhàng, hay là mình có muốn con học kỹ vào phần ngữ pháp ở trên lớp ạ? À, em không nghe rõ chị nói ạ. Nói chung là chị biết được cả bốn cái tốt, nghe nói đọc viết. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng, nói chung là hôm nay là con là được nói tiếng Anh, con nói tiếng Anh cũng khá là tốt và nhanh đấy chị ạ. Vâng, thì khi mà vâng, cháu cũng mới đi học thêm được hơn tháng. Vâng. Tuy là từ vựng của con thì chưa được nhiều nhưng mà được cái là con nhanh. Vâng ạ, thì em nghĩ là con học một thời gian nữa là con cũng sẽ có thể nói và nghe được những từ đơn giản đấy chị ạ. Vâng ạ, và có thể bắt kịp được cái chương trình. Vâng. Thế thì em không biết là bên mình là học như thế nào? Bên em nghĩa là chị sẽ đăng ký là mỗi buổi là con sẽ có 45 phút ạ, mình có thể học tùy mình là 2 cho đến 4 buổi một tuần ạ. Vâng. Đấy là tùy theo lịch học của mình ạ. Và có thể học buổi tối ạ. Vâng. Học buổi sáng. Học phí mình đóng thế nào ạ? À, về phần học phí thì bên sales của em ấy ạ sẽ nhắn tin lại cho chị sau buổi học này. Ngay sau buổi học này thì em sẽ bảo các bạn tư vấn viên tư vấn cho chị về học phí để mình có thể đăng ký được học cho con càng nhanh càng tốt ạ. Vâng ạ. À, tức là mình cũng học kiểu trực tuyến như thế này luôn ạ? Dạ vâng ạ, mình học trực tuyến như này nhưng là sau nếu như mà chị có thể sửa lại một chút máy tính của mình để học qua máy tính thì nó sẽ tiện hơn ạ. Khó không thì học qua điện thoại cũng rất được ạ. Vâng, vì nhiều bạn cũng bắt học qua điện thoại ạ. Vâng, cái máy tính của em cái cam mà răng mà không thể lên nữa. Cũng không sao đâu, bởi vì là rất nhiều bạn vẫn học qua điện thoại chị ạ. Miễn là con chuẩn bị vở như là học trên lớp thì ạ, nghĩa là cô giáo bài chép từ nào con chép vào bài nghe thì cô cũng bật lên là điện thoại nó có tai nghe rồi mình cũng thể nghe thôi ạ. Vâng. Làm các bài nó như là trên máy tính ạ, học qua điện thoại học máy tính đều được ạ. Vì nhiều bạn, em dạy một bạn ít hơn bạn ấy 2 tuổi và học qua điện thoại vẫn học rất tốt ạ. Vâng ạ. Vâng, thế em có biết là chị còn có câu hỏi nào không ạ? Về vấn đề học phí và các vấn đề khác thì chắc chắn là bạn bên sale sau buổi học này sẽ nhắn tin lại ngay cho chị và để tư vấn cho chị ạ. Vâng, rồi để bên nhắn tin cho em rồi em nữa. Dạ vâng ạ. Vâng, rồi cảm ơn chị nha. Dạ em vâng. Vâng, em cảm ơn chị và con rất nhiều. Em mong là sẽ sớm có thể các con có thể sẽ tham gia vào bên công ty của em ạ. Em xin chào chị ạ. Nào, dạ, vâng, chào chị ạ. Nào,
Hey, Mai. Mai. Thank you. Bye. You speak English good. Yeah, bye bye.